Này đi rừng gặp món cây này, nghi là lan cẩm cù nhưng mà không biết có phải không. Đang lên hương lại bảo lấy về cho em. Em lên mà lấy. Đây nhỉ, lá to này. Mình không dành về lan cẩm cù đâu nhưng mà nhìn rất giống. Tại đéo có hoa này mình đéo xác định được. 90% người thành phố không thể biết được củ này. Củ này đã nuôi sống bà con nhân dân ta những năm kháng chiến chống Pháp. Đây là một loại lương thực thiết yếu không thể thiếu trong những năm đói kém 1945. Những năm 1945 tôi đi qua cánh rừng này là còn nguyên sinh. Đây, mình cho chế biến cái loại món ăn của dân tộc. Đấy. Ngon cực. Này nó ăn như củ khoai lang nhà. Năm 15 là dân ta sống bằng củ này. Tôi cũng được lấy về cho bà con ăn.